biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Tại Việt Nam, thiên tai luôn gây ra thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, để lại những hậu quả mà phải mất rất nhiều thời gian khắc phục, thậm chí có những mất mát không thể khôi phục. Đông Triều là một trong những địa phương của tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão. Với địa hình trung du và miền núi phức tạp, hệ thống đê điều dài hơn 46 km, địa hình bị chia cắt bởi sông suối. Vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn về các sự cố như vỡ đê, hồ đập, lũ ống trên địa bàn tương đối cao. Chính vì thế, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Đông Triều luôn coi công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục. Năm 2020 là năm điển hình cho tính phức tạp, cực đoan, bất thường của thiên tai. Ngay từ đầu năm, mưa to kèm dông lốc, mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh phía Bắc, vào các thời điểm rất hiếm khi xảy ra, thậm chí chưa từng xảy ra, trong đó có thị xã Đông Triều vào đêm giao thừa. Hạn hán xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ, Trung Bộ và đặc biệt là bão chồng bão, lũ chồng lũ chưa từng có trong nhiều năm qua tại các tỉnh miền Trung. Do hiện tượng Enso duy trì trạng thái trung tính nghiêng về pha lạnh và La Nina yếu đã xuất hiện vào cuối mùa. Vì vậy, mùa mưa bão năm 2020 ở Quảng Ninh không có những diễn biến quá bất thường. Mùa bão năm 2020 hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm, có 13 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2 cơn bão, số 2 và số 7 ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh. Theo đánh giá, năm 2020, tình hình thiên tai trên địa bàn thị xã xảy ra ít hơn cả về số lượng và cường độ so với nhiều năm gần đây, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, không xảy ra những đợt mưa lũ lớn trên diện rộng. Nhưng công tác phòng chống thiên tai vẫn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân nên không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản và nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn, thường trực, tuần tra, quản lý, bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai ở từng địa bàn cụ thể. Công tác lãnh đạo chỉ đạo từ thị xã đến các xã phường rất quyết liệt, trực tiếp và đồng bộ, sát thực tế. Huy động lực lượng ứng phó với thiên tai từ thị xã đến cơ sở triển khai nhanh, nghiêm túc, chủ động kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa bàn đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2020, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng việc thu nộp quỹ phòng chống thiên tai đã đi vào nền nếp. Tính đến hết năm 2020, số tiền quỹ thu nộp được trên 3,1 tỷ đồng, đạt 133% chỉ tiêu giao của tỉnh năm 2020. Năm 2020, công tác thực hành diễn tập triển khai các phương án ứng phó các tình huống thiên tai tại địa bàn, những vùng xung yếu trọng điểm nguy cơ cao và thường xuyên xảy ra thiên tai cũng được thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin truyền thông đảm bảo thông suốt và phản ánh kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai của các cấp chính quyền từ thị xã đến cơ sở. Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan thường trực công tác phòng chống thiên tai, đã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tham mưu kịp thời công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã đến các cơ quan đơn vị địa phương, kiểm tra vật tư dự trữ phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch dự trữ và đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất nông nghiệp để cung cấp kịp thời cho các địa phương phục hồi sản xuất sau thiên tai. Phòng Kinh tế thị xã đã phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương và lực lượng tổ quản lý đê nhân dân tăng cường công tác kiểm tra phát hiện những sự cố gây mất an toàn công trình để có đề xuất khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại. Năm 2021, Phòng tham mưu xây dựng phương án ứng phó tình huống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Đông Triều và phương án bảo vệ vùng trọng điểm phòng chống thiên tai trên địa bàn thị xã về hồ đập, đê điều, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, đảm bảo luôn chủ động sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai. Là cơ quan thường trực của cái công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn,
Thế thì hàng năm thì về phía cơ quan chuyên môn cũng đã tập trung liên quan đến phân công 3 cái tổ thường trực bắt đầu đến mùa mưa bão tháng 4 cũng như là kết thúc mùa mưa bão là tháng 11. Cái thứ hai nữa là tập trung liên quan đến chỉ đạo anh em thực hiện tốt cái công tác tiếp nhận các cái văn bản công điện chỉ đạo của trung ương của tỉnh. Trên cơ sở đó thì cũng kịp thời là tham mưu các cái văn bản chỉ đạo của thị xã để các địa phương cơ quan đơn vị triển khai tốt cái công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Và cái thứ ba nữa là hàng năm thì chúng tôi cũng chủ động rà soát tất cả những cái công trình liên quan đến hồ đập, liên quan đến đê điều, liên quan đến các cái hệ thống tiêu thoát nước để đề xuất liên quan đến nâng cấp sửa chữa các cái công trình cấp bách phục vụ cho cái công tác phòng chống tốt nhất là mùa mưa bão. Cái thứ tư nữa là liên quan đến cái thu quỹ phòng chống thiên tai, đây là cái nhiệm vụ cũng rất là quan trọng. Thế thì thường xuyên kiểm tra đôn đốc cũng như là cập nhật các cái nội dung liên quan đến cái công tác thu trên địa bàn. Thế và trong những năm vừa qua đấy thì công tác thu quỹ phòng chống thiên tai thì đạt kết quả rất là tốt. Năm 2020, thị xã Đông Triều đã đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều bằng nhiều nguồn vốn để công trình đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai như tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng Phong, tu sửa, nâng cấp tuyến đê Hồ Lao, xã Tân Việt, sửa chữa các cống dưới đê gồm cống Nghè Mấu, phường Kim Sơn, cống Đầm Tròn, phường Mạo Khê, Yên Thọ, cống Đầm Còng, xã Yên Đức, cống Tháo Sâu, đập Khe Tắm, xã Nguyễn Huệ, xây dựng cống ngăn mặn số 1, thôn Dương Đê, xã Yên Đức, công trình khắc phục sự cố sạt lở bờ đập Hồ Chùa Quỳnh, khu Hạ 2, phường Tràng An. Các công trình sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, địa phương đã tập trung kiện toàn, bổ sung ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp với các tổ chức lực lượng tiến hành rà soát các cái tuyến đê, các cái hồ đập, các cái kênh ngòi và đặc biệt nguy cơ sạt lở đất cũng như cháy nổ và tai nạn đuối nước để tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát tất các cái điểm này và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kết quả năm 2020 thì Tân Việt chúng tôi đã làm rất là tốt cái nội dung này. Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2020 và những năm tiếp theo, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã Đông Triều đã được Ủy ban Nhân dân thị xã giao làm chủ đầu tư một số công trình đê điều phòng chống thiên tai, bao gồm tu bổ nâng cấp tuyến đê sông Hồng Phong, thị xã Đông Triều và một số tràn giao thông như công trình tràn An Sinh, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, công trình cải tạo nâng cấp đường tràn km 3 cộng 270 đường Mạo Khê Bình Khê, thị xã Đông Triều, công trình cải tạo nâng cấp đường tràn km 6 cộng 170 đường Mạo Khê Bình Khê, thị xã Đông Triều, công trình cải tạo nâng cấp đường tràn km 7 cộng 910 đường Mạo Khê Bình Khê, thị xã Đông Triều, công trình xây dựng cầu thay thế đường tràn Đồng Đò trên đường Tràng An Bình Khê, thị xã Đông Triều, công trình cầu tràn Bình Khê Tràng Lương. Đây đều là những công trình trọng điểm của địa phương và được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Đông Triều tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau đầu tư đều phát huy hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Ban Quản lý Dự án đã lựa chọn những nhà thầu có uy tín, thực hiện chất lượng và có kinh nghiệm thực hiện trên địa bàn thị xã cùng với các tổ giám sát chuyên ngành về mảng thủy lợi và các đê cầu cống. Đến nay thì các dự án đã đưa vào sử dụng và đảm bảo cho bà con thông tuyến đường giao thông và đảm bảo cho nhân dân đi lại và hoạt động kinh tế trong mùa mưa lũ không bị tắc nghẽn, không bị ảnh hưởng. Và đến nay các cái công trình đê thì cũng đã khai thác được cái công năng của mình là đã ngăn chặn được cái nguồn nước từ sông, đảm bảo cho cái an toàn phía bên trong, phục vụ cho bà con làm nông nghiệp và đã thực hiện đầu tư một số cái cống trên đê để đảm bảo công tác nước ra nước vào và đảm bảo cho cái công tác thủy lợi. Với vai trò là cơ quan thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn,
Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều đã duy trì thường trực tìm kiếm cứu nạn tại trạm cầu Cầm, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra diễn biến xấu của thời tiết. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, tổ chức thực hiện thống nhất công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng, phương tiện cơ động, sẵn sàng để giúp nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Ban Chỉ huy quân sự thị xã là cơ quan thường trực trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thị xã Đông Triều. Với vai trò chức trách nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thị xã giao cho, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã thường xuyên tích cực, chủ động trong rà soát các cái địa điểm có thể xảy ra lũ lụt, thiên tai. Từ đó xây dựng các cái kế hoạch sẵn sàng thực hiện các phương án khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự thị xã luôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng 4 tại chỗ, đó là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai cứu hộ thị xã. Việc chỉ đạo chủ động phối hợp vận hành hồ chứa giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi và chính quyền địa phương trong năm qua đã được thực hiện theo đúng quy trình đã được phê duyệt, không để xảy ra sự cố hồ chứa, mặc dù có nhiều đợt mưa lớn, đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Công ty thường xuyên kiểm tra các công trình hồ chứa, đập dâng, trạm bơm để xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục, thiết bị hư hỏng trước mùa mưa bão, đảm bảo các công trình luôn an toàn, ổn định, vận hành hiệu quả, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều xây dựng phương án phòng chống lũ, bão cho các hồ đập. Trong phương án, tuyệt đối tuân thủ theo phương châm 4 tại chỗ. Công ty thủy lợi Đông Triều thì được Ủy ban tỉnh giao quản lý 18 cái hồ chứa nước vừa lớn vừa và nhỏ. 5 cái trạm bơm tiêu và 6 cái trạm bơm tưới. Cộng với hơn 150 km kênh mương cùng với hệ thống công trình trên kênh. Thế thì những năm gần đây và cũng như là năm 2021 thì trước 30 tháng 4 hàng năm thì công ty bao giờ cũng thành lập cái tổ kiểm tra toàn bộ cái hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý. Các cái hồ đập thì kiểm tra phần đập chính, đập phụ, cống dưới đập và các cái cống xả lũ, hệ thống kênh mương và các cái công trình trên kênh. Các cái trạm bơm thì kiểm tra toàn bộ cái hệ thống các cái tổ máy bơm, động cơ bơm và hệ thống điện, đảm bảo sẵn sàng để tìm ra những cái hỏng hóc, những cái cần phải sửa chữa thì công ty sẽ tiến hành sửa chữa kịp thời để đảm bảo cho cái việc phòng chống lụt bão của hàng năm cũng như là năm 2021. Bên cạnh đó thì công ty cũng lập cái phương án phòng chống lụt bão, trong đó thì áp dụng đúng cái phương châm 4 tại chỗ. Thì trong cái quá trình thực tế khi diễn ra mưa bão thì công ty sẽ có cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn. Năm 2021, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trong điều kiện của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Thực hiện quan điểm, nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn xã hội và mục tiêu một xã hội an toàn hơn trước thiên tai của chính phủ. Năm 2021, yêu cầu về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được thị xã Đông Triều quan tâm cao độ. Thị xã sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hiệp đồng cụ thể để chủ động công tác cứu hộ khi cần thiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị, tăng cường công tác chỉ đạo các xã phường thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xây dựng lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn, thường trực tuần tra, quản lý bảo vệ các công trình phòng chống lụt bão ở từng địa bàn cụ thể. Thị xã Đông Triều cũng sẽ hiệp đồng luyện tập, phối hợp huấn luyện, diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao trình độ khả năng phương án cứu hộ cứu nạn đối với 4 khu vực trọng điểm cụ thể, gồm trọng điểm về hồ đập, Khe Chè, Đồng Đò, Đá Trắng, Rọc Chày, Yên Dưỡng, Tân Yên, Hồ Khe Ươn, trọng điểm về lũ, ngập lụt, khu vực thôn Trại Thụ, Bến Vuông, Tràng Bảng 1, Đông Sơn. Trọng điểm về đê ngăn lũ,
tuyến đê Đồng Gạo, đê Triều Khê, Đông Tân. Trọng điểm về sạt lở đất đá, sập đổ công trình tại khu vực khai trường, hầm lò của các công ty than và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2021 này đấy thì theo cái dự báo đấy thì cái tình hình thiên tai đấy thì còn có những cái diễn biến cũng hết sức là phức tạp. Chính vì vậy đấy thì Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của thị xã đấy thì cũng tập trung vào cái việc đấy thì chủ động rà soát liên quan đến cái việc là phương châm 4 tại chỗ, liên quan đến đặc biệt là liên quan đến vật tư tại chỗ và phương tiện tại chỗ và lực lượng cũng như là hậu cần tại chỗ để chúng ta triển khai thật là nhanh khi có những cái sự cố thiên tai trên địa bàn. Cái thứ hai nữa thì là chủ động trong cái việc là tiếp nhận từ trước từ xa tất cả những cái thông tin thông qua dự tính dự báo về công điện, về văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để rồi thì thị xã cũng kịp thời tham mưu các cái văn bản chỉ đạo cho các xã, phường, các đơn vị, các doanh nghiệp biết để mà chủ động trong cái công tác phòng chống thiên tai. Cái thứ ba nữa là tập trung là rà soát lại toàn bộ những cái công trình trước mùa mưa bão, trong đó tôi có cái hệ thống hồ đập của Đông Triều rất là lớn, hệ thống đê điều đối với và những cái vị trí, những cái địa điểm có cái nguy cơ mà dễ sạt lở đấy thì phải khắc phục kịp thời trước mùa mưa bão để chúng ta chủ động trong công tác phòng chống thiên tai trong năm 2021. Với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục có hiệu quả, cộng với việc chuẩn bị một cách kỹ lưỡng các phương án, phương tiện, thiết bị và lực lượng cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho mùa mưa bão sắp tới, thị xã Đông Triều tự tin sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, từ đó tạo ra sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã ngày càng bền vững.